Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc gặp mặt Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương, lãnh đạo các sở ban ngành, hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân tỉnh. Sau khi nghe ý kiến của các doanh nhân nữ tại các điểm cầu, phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tới cộng đồng các doanh nhân nữ. Thủ tướng khẳng định, dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề tới phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam mà đất nước đã đạt được những thành tích, thành tựu quan trọng, tích cực về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và nhất là kết quả chống dịch vừa qua. Tại buổi gặp mặt, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và tri ân cộng đồng doanh nhân, trong đó đặc biệt là các doanh nhân nữ. Thủ tướng cũng mong Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam cải tiến, nâng cao hiệu quả trong hoạt động, hỗ trợ đắc lực các doanh nhân nữ hội viên trên cả nước. Cùng tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định thêm, Chính phủ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nhân với tinh thần kiến tạo phát triển, bảo đảm môi trường hòa bình ổn định, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, có các chính sách tốt hơn để cải thiện môi trường kinh doanh, để doanh nhân phát huy được lợi thế, giải phóng sức sản xuất, mọi người đều có cơ hội tham gia sản xuất kinh doanh, đóng góp cho xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đã biểu dương, ghi nhận, tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân nữ trên địa bàn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19.